nhằm thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, với nguồn kinh phí 2.162,8 tỷ đồng, Ủy ban nhân dân tỉnh phân công các sở ngành địa phương thực hiện các dự án trọng tâm như dự án chương trình 30A, chương trình 135 Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã, ngoài chương trình 30A và chương trình 135. Bên cạnh đó, đầu tư công tác truyền thông về giảm nghèo. Từ nay đến năm 2020, tỉnh Lâm Đồng phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh còn dưới 1,9%, riêng đồng bào dân tộc tiểu số giảm còn dưới 4,8%, giảm tỷ lệ hộ tái nghèo, tái cận nghèo xuống dưới 10% so với tổng số hộ nghèo, hộ cần nghèo hàng năm. Huyện Nam Rông thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, không còn xã có trên 15% hộ nghèo. Đảm bảo thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo đến cuối năm 2020 lên 1,5 lần so với năm 2015.